tại Sài Gòn đã ghi nhận sự xuất hiện đồng thời của cả hai biến chủng được cho là khả năng lây lan nhanh là biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh ở các ca bệnh trong cộng đồng. Chiều 24 tháng 5, chính quyền đã khuyến cáo người trên 60 tuổi hạn chế đi ra đường. Bà giàu, một tiểu thương tuổi ngoài 60, nói: Hai Ấn Độ với một Anh á, rất sợ chứ. Có gì, con thấy gì đây bạn hả? Giữ khoảng cách bạn ơi. Chạy. Bỏ lại đi. Sợ với con. Đợt này là nó căng mấy đợt lớp nhiều lắm à. Đợt 3 chứ không đến nỗi bằng đợt 4 này đâu nha. Với người dân tỉnh giáp với Sài Gòn, thì khuyến cáo về 60 tuổi hạn chế ra đường là rất đáng lo. Ông Việt chia sẻ. Với như trao đổi kinh tế với nhau với Bình Dương và thành phố thì rốt cuộc cái đó là rất là đúng rồi. Nhưng mình phải cái nghĩa là giữ gìn cái sức khỏe cho mình và cho người khác nữa. Ví dụ mình bây giờ mình đã liên hệ với người đó rồi thì rốt cuộc cái như cái đang liên hệ thì rốt cuộc như khẩu trang, rửa tay, ví dụ vậy. Hai cái chủng lây này nó lây rất là nhanh, nó biến thể theo như, chứ không phải như hồi xưa nữa. Lo lắng ở đây còn vì Bình Dương là địa phương có rất đông lao động là người miền Tây và số lao động này đều phải ngang qua Sài Gòn để đến làm việc trong các khu công nghiệp Bình Dương. Ngoài ra còn có lao động từ miền Trung và Bắc, giờ thì cần phải bình tĩnh ứng phó, ông Việt nói. Bây giờ đặt trường hợp nó khi mà nó xâm nhập vô thì rốt cuộc cái nào mình cũng sợ đó. Nhưng mà mình phải bình tĩnh chứ, mình nghĩa là phải phòng ngừa rồi bình tĩnh rồi. Ví dụ bây giờ mình có đi đâu về khai báo y tế hay cái chỗ địa phương nào nó như thế nào thì mình cũng nghĩa là thực hiện. Nhưng đừng có lễ mà rốt cuộc khi mà nó lây ra tùm lum rồi rốt cuộc mới khai ra thì phải mệt. Dấu đó đâu có đâu ăn nhầm gì, ví dụ bây giờ ở nhà thì cũng sướng hơn ở bệnh viện. Nói chung là như vậy. Với tâm lý ở nhà sướng hơn khi phải ở bệnh viện, tiểu thương Hồ Văn Khánh nói ông chỉ quẩn quanh gần nhà thôi. Sợ cho nhưng mình không có đi về dưới, mình cứ ở đây mà từ nhà ra chợ mình không đi đâu hết á. Không có đi tỉnh này tỉnh kia, cũng đi xa, cũng đi đâu từ chợ bún về đây, từ chợ bún qua chợ à. Mình cũng không đi đâu bậy bạ, cũng mình biết giờ dịch bệnh thì nó tràn lan rồi, cũng đâu dám đi đâu đâu. Còn ví dụ như ở Bình Dương thì ví dụ nó có cái gì đó thì nói cách ly hay là gì đó thì mình theo thôi. Theo cái giờ biết sao giờ, người ta sao mình dạy à. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra lời kêu gọi các địa phương cần thiết khuyến cáo các công chức, viên chức, người lao động khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở nên ở nhà, không đến cơ quan và làm theo hướng dẫn của ngành y tế về phòng dịch COVID.